Salon Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình là sản phẩm Jaybird Air Icon của hãng JLab. Đôi tai nghe này có khả năng chuyển đổi chế độ nghe nhạc Signature, Balance hoặc Bass Boost. Có chuẩn chống nước bụi bẩn IP55 cùng chuẩn kết nối Bluetooth 5.0. Hai bên tai được kết nối độc lập với nhau. Thời lượng pin 6 tiếng đồng hồ và dock sạc đem tới thêm 18 tiếng đồng hồ. Hỗ trợ sạc nhanh 15 phút, được 1 giờ sử dụng. Và dây sạc được tích hợp ngay trên dock sạc. Để kết nối với tai nghe đầu tiên, bạn hãy nhấc cả hai tai ra khỏi dock. Bật Bluetooth của điện thoại. Và chọn tên JLab Jaybird Air Icon. Trong lúc nghe nhạc, ấn hai lần vào tai bên phải để chơi hoặc dừng nhạc. Ấn một lần vào tai bên phải để tăng âm lượng. Ấn một lần vào tay trái để giảm âm lượng. Ấn giữ tay phải để chuyển bài. Ấn giữ tay trái để lùi bài. Ấn 3 lần bất kỳ bên tai nào để chuyển đổi giữa các chế độ nghe nhạc. 1, 2, 3, Balance. 1, 2, 3, Bass Boost. Và 1, 2, 3, Signature. Khi có cuộc gọi đến, ấn một lần bất kỳ tai nào để nhận cuộc gọi. Và ấn tiếp 2 lần để kết thúc cuộc gọi. Ấn giữ bất kỳ bên tai nào để từ chối cuộc gọi. Ấn hai lần vào tai bên trái để gọi trợ lý ảo. Để reset tai nghe đầu tiên, bạn hãy quên hoặc xóa thiết bị cũ trên điện thoại. Tắt Bluetooth. Đặt hai tai vào trong dock. Rồi ấn cả hai tai 3 lần. 1, 2, 3. Đợi khi nào đèn xanh nhấp nháy. Đóng cả hai tai, đợi 10 giây. Mở dock. Vậy là bạn đã reset tai nghe thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.